Quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị các bạn công tác vệ sinh và bảo dưỡng trục điện trong tòa nhà. Ngoài những công tác chuẩn bị dụng cụ bảo dưỡng, bảo hộ, an toàn vệ sinh lao động, chúng ta cũng cần thông báo tới các bộ phận khác, cũng như khách hàng tại các phòng ban, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của họ, treo bảng cảnh báo để mọi người và các kỹ thuật viên khác biết rằng ta đang bảo dưỡng, tránh sự cố ngoài ý muốn. Hiện tại tôi đứng tại trục điện tầng của tòa nhà, xin giới thiệu đến quý vị các bạn chi tiết các tủ như sau. Đây là tủ DDC BMS, tủ điều khiển hệ thống thông minh, tủ điện phụ tải ổ cắm, tủ điện MATV, tủ điện mặt lạnh điều hòa, tủ điện bảng điện và hệ thống chiếu sáng, tủ biến tần cho quạt cấp khí tươi. Sẽ tiến hành bảo dưỡng các tủ điện. Trước hết, chúng ta cần kiểm tra tình trạng của tủ điện bên ngoài, các tem, nhãn, tên tủ điện có chính xác hay không, tình trạng hoạt động các đồng hồ, đèn báo pha, kiểm tra các mạng cáp dẫn tới tủ điện có chắc chắn hay không. Đối với mỗi tủ điện, khi bảo dưỡng ta cần cắt automat tổng để quá trình kiểm tra bảo dưỡng được an toàn. Kiểm tra siết lại tất cả những thanh cái, cầu giao nhánh, vệ sinh bụi bẩn, kiểm tra tem nhãn, các lỗ điện, các thiết bị khác nếu thiếu cần phải bổ sung. Kiểm tra đi lại các dây nguồn cho chắc chắn, gọn gàng. Chú ý, sau khi hoàn thành, chúng ta phải bật lại automat tổng. Tiếp đến, chúng ta kiểm tra tiếp địa, đo kiểm tra các áp phụ tải, cân lại tải nếu thấy cần thiết. Đối với các tủ điện dành cho các thiết bị điện tử, sau khi kiểm tra, vệ sinh, chúng ta cũng cần căn chỉnh lại cài đặt, xem đã chính xác và đạt yêu cầu chưa. Vừa rồi tôi đã hoàn thành công tác vệ sinh và bảo dưỡng trục điện tầng trong tòa nhà. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.